Good morning, children. Today we study Unit 10, Lesson 5, Fairy and Fence Tree. Okay, let's start. Firstly, I introduce some words. Reply, hồi âm trả lời. Forward, gửi thư mail tới địa chỉ khác. Delete, xóa. Save, lưu. Ready, sẵn sàng. Tết holiday, kỳ nghỉ Tết. Clean, lau dọn. Apartment, căn hộ. Together, cùng nhau. Choose, lựa chọn. Coming year, năm tới. Trong bài này có nghĩa là năm mới nha các bạn, năm sắp tới. Celebrate, ăn mừng. Write soon, trả lời sớm nha. So in this lesson, we study about a letter. So, listen and repeat after me. Reply, your turn. Forward. Delete. Save. Ready. Tết holiday. Clean. Apartment. Together. Choose. Coming year. Celebrate. Write soon. Tất cả mấy con viết cái phần kiến thức này vào tập nha. Okay, we continue. Look at the pictures. What are they doing? Okay, look at picture number one on the right. Nhìn bức tranh thứ nhất ở bên phải trên cùng nha các bạn. So, what are they doing? Tell me their names. Who writes a letter? Is it Nga? Yes, you see. Nga writes a letter. And what's the boy's name? He is my brother. So, Nga and her brother are cleaning the apartment together. Alright. So look at picture number two. Nga, her mom and her aunt Tom are choosing new clothes for the coming year. Nga, mẹ của Nga và dì đang lựa chọn những quần áo mới cho năm mới sắp đến. So look at picture number three. Invitation. What colors are they? Are they purple? No, they aren't. Are they white and red? Yes, they are. We like the white invitation with red letters. Nga writes. So look at picture number four. Nga is wearing a purple áo dài. And this is her brother. So Nga and his brother are making bánh chưng. Trong kỳ nghỉ Tết thì mọi gia đình thường là chúng ta có một số gia đình sẽ tự làm bánh chưng và có một số gia đình sẽ mua bánh chưng về. Đây là phong tục của người Việt Nam mình, Tết thì thường có bánh chưng. Đây là một cái bài viết lá thơ từ Nga cho Kim, nói về những hoạt động người ta chuẩn bị trước
khi đón Tết. All right. So we move to part 2, listen and read. Listening 113. Listen, listen and read. Listen to CD carefully. Dear Keem. Listening 113. How are you? We're listen very well. And read. We're getting ready for Dear that Keem. Holiday. How My are brother you? And I are We're helping very mom well. And dad. We're getting cleaning ready the apartment for that together. Holiday. My Look brother and photo. I are helping mom and dad. I am with my We're mom cleaning the and apartment aunt together. We are Look choosing new clothes for the coming year. I am with my mom I like and this aunt purple alyai. We are getting ready new for a party for to the celebrate year. That. I Look, like this purple we like alyai. The white invitation We are getting with red ready letters. For a party to what celebrate do you that. Think? Look, and here, we like we're the making white invitation cake. With red letters. My brother likes the what little do you cake. Think? I like the and big here, cake. And here, we're making right bon soon. My brother Love likes the little young. Cake. I like the big cake. Right soon. Love from ya. Okay, now we listen again. Listening 113. Listen and read. Dear Keem, how are you? We're very well. We're getting ready for that holiday. My brother and I are helping mom and dad. We're cleaning the apartment together. Look at this photo. I am with my mom and Aunt Tom. We are choosing new clothes for the coming year. I like this purple alyai. We are getting ready for a party to celebrate that. Look, we like the white invitation with red letters. What do you think? And here, we're making bon chun. My brother likes the little cake. I like the big cake. Right soon. Love from ya. All right, now we move to 3. Read again, write. Đọc lại lần nữa. Và sau đó các bạn sẽ viết một từ hoặc hai từ vào chỗ trống vào phía dưới nha. So number 1 is an example. Who is Nga helping? She helping her mom and dad. Ai thì đang giúp đỡ cho Nga? Cô ấy. Oh, sorry. Nga thì đang giúp đỡ ai? Cô ấy thì đang giúp đỡ cho ba và mẹ của cô ấy. So number 2. What is her aunt's name? Tên của dì của Nga. Her ở đây thế cho Nga nha các bạn. Tên của dì của Nga là gì? What color is Nga's alyai? Áo dài của Nga thì màu gì? What color are the invitations? Những cái thiệp thì màu gì? What cake does Nga's brother like? Anh hoặc em trai của Nga thì thích cái bánh như thế nào? Okay, so when you finish, you check your answer. Number 2, tan. Number 3, purple. Number 4, white and red. Number 5, little. Okay. Check out your workbook. Page 72. 1, read. Các bạn đọc hiểu bài này nha. Đây là một bài từ bạn Kim. Trả lời cho bạn nghe. Trong sách Steambook mình đã học, mới học xong. Là bạn nghe viết, bây giờ bạn Kim viết trả lời lại. Trong bài này không có từ mới, vì thế các bạn tự đọc nha. Đọc hiểu xong thì mấy con sẽ làm bài tập. Read the email again, write. What does Kim like? Kim likes Nga's áo dài. So,
try to answer from number 2 to number 5 here. And when you finish, you check answer key in file work. Tất cả những bài tập thì chúng ta sẽ kiểm tra trong cái phần mà file work cô đánh riêng nha. Okay, thanks for watching. Goodbye. See you again. Have fun.